Mới đây, một gia đình 4 người tại Hòa Bình đã nhập viện sau khi sử dụng tinh dầu đuổi muỗi ở dạng sông hơi liên tục 24 tiếng và trong nhiều ngày liền. Sau vài ngày, các thành viên trong gia đình này bắt đầu có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại tinh dầu được bán với mục đích đuổi muỗi. Vậy dùng tinh dầu đuổi muỗi có khả năng gây ngộ độc? Có nên sử dụng tinh dầu đuổi muỗi hay không? Theo các chuyên gia về côn trùng của Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng trung ương, nguyên nhân ngộ độc của 4 người từ Hòa Bình không phải là do dùng tinh dầu gây ngộ độc. Hóa chất sử dụng cho số muỗi gia đình sử dụng là hóa chất nhập lậu từ Trung Quốc, có hoạt chất là cypermethrin, một hóa chất diệt sâu, diệt muỗi, diệt côn trùng nói chung, có thể sử dụng để diệt muỗi và đuổi muỗi. Và người dân có nên dùng tinh dầu đuổi muỗi hay không? Sử dụng tinh dầu xua muỗi có nguồn gốc từ thực vật như hương thảo, xả chanh, bạc hà, oải hương, có tác dụng xua muỗi do nồng độ thấp, không độc với người dùng và phân hủy tốt ra môi trường. Từ nhiều năm trước, người dân đã sử dụng các loại thực vật có tinh dầu đốt xua muỗi. Thành phần tinh dầu đuổi muỗi thường có những gì? Trong tinh dầu đuổi muỗi thường có nhiều thành phần, trong đó có một số hoạt chất có tác dụng đến côn trùng qua mùi. Bạn sử dụng tinh dầu đốt bằng đèn sông phát tán trong không khí hoặc bôi kem có tinh dầu. Mục tiêu là tác động đến khứu giác côn trùng, làm côn trùng khó chịu phải bay đi hoặc không thể phát hiện vật chủ là con người và động vật để trích đốt. Khi sử dụng các thành phần này có khả năng gây ngộ độc không? Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy tinh dầu xua côn trùng hiện nay cơ bản ít độc do nồng độ thấp, an toàn và không ghi nhận phản ứng không mong muốn với người khi tiếp xúc sử dụng. Việt Nam chưa ghi nhận độc tính cấp và biểu hiện lâm sàng khi dùng tinh dầu xua côn trùng. Để khẳng định cho câu hỏi có nên sử dụng tinh dầu đuổi muỗi hay không, nếu vẫn có thể dùng thì nên sử dụng như thế nào cho an toàn? Chuyên gia Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng trung ương khẳng định, hoàn toàn có thể sử dụng tinh dầu đuổi muỗi. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng các tinh dầu đã được kiểm định và đăng ký đạt chứng nhận của Bộ Y tế cho phép sử dụng trong gia dụng và y tế. Sản phẩm phải có số đăng ký chứng nhận của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế với các thông tin hướng dẫn sử dụng, liều dùng cụ thể. Ngoài dùng tinh dầu đuổi muỗi, bạn cũng có thể sử dụng hương muỗi khá phổ biến vì dễ sử dụng, có hiệu lực tốt và không đắt tiền. Và phòng nhỏ hay to thì khi sử dụng sản phẩm xua côn trùng, khuyến cáo dạng hơi, tức là xông tinh dầu hay đốt hương muỗi, đều nên không có người trong suốt quá trình xông hơi và 30 phút sau khi xông hơi để đảm bảo an toàn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.